Lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu một ngày thật sự tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Ở đời xin hỏi các vị, thiên hạ thích khen hay chê? Các vị đây thích khen hay chê? Ai cũng thích khen phải không? Vậy cho tôi hỏi các vị thêm câu nữa, đa phần ở đời người ta chết vì khen hay chết vì chê? Ủa sao kỳ vậy? Hỏi thích khen hay chê thì thích khen, mà hỏi đa phần thiên hạ chết vì khen hay là chết vì chê thì chết vì gì? Chết vì khen. Vậy tại sao thích nó? Hả? Biết nó chết sao thích nó? Ừ? Tôi hỏi các vị, vua chết vì nịnh thần hay chết vì trung thần? Thật ra các vị với đệ tử tôi cũng không khác. Mấy đứa đệ tử nhà nó cũng vẫn thích khen. Nhưng mà tôi thì ngược lại, tôi ít khi khen. Phải nói là cho nên có những đứa đệ tử nó phàn nàn tôi, nó nói sư phụ sao ít khi nào sư phụ khen tụi con quá vậy. Con đi ra con làm cái gì ở đâu người ta cũng khen hết á, nhưng mà tại sao ở nhà sư phụ ít khen tụi con? Thì tôi mới trả lời với các vị đó như thế này. Tôi nói đi ra con làm, con cống hiến, con phục vụ, người ta khen là người ta có lợi, người ta khen để mình dốc hết sức mình cho người ta, và người ta khen để cho mình hài lòng. Chứ người ta chê mình bỏ rồi ai làm? Có phải không? Còn thầy ở nhà, thầy không có sợ tụi con như vậy. Mà các vị mai này, khi mà thầy không còn gì để chê là lúc đó tụi con hoàn hảo, tụi con giỏi rồi. Cho nên đừng nghĩ rằng là thầy khen thế nào không quan trọng, mà khi nào thầy không còn chê là lúc đó tụi con giỏi. Ở đời người ta nói là ngọt mật thì sao? Chết rồi mà ngộ rùi phái mật. Không, đa phần rùi phái mật, thiên hạ ở đời dễ chết là như vậy. Cho nên tôi nói các vị khen chê, mà nhất là trong thời đại công nghệ hiện nay đó, là không đáng tin cậy lắm. Đấy nè, chúng ta lệ thuộc vào cái đó, chúng ta rất khổ và rất dễ đánh mất mình. Cho nên vừa qua tôi thấy là trong cái luật mạng á, họ có xử một số những cái người mà họ có một tiếng tâm nhất định á, rồi họ quảng cáo những mặt hàng không đúng á, thì những người này bị phạt á, thì tôi thấy cái này nó cũng hay, hợp lý á. Tức là trong một cái thời đại công nghệ á, nó là những trang mạng phổ biến, nó không giới hạn như vậy. Cho nên là nếu mà không khéo cái đánh giá một vấn đề, dễ làm hư hại cho con người ta. Các vị thấy thời gian qua một số người trở thành nạn nhân của truyền thông không? Ở đời người ta có những cái rất là đáng sợ. Người ta muốn giết mình người ta sẽ khen. Nhất là người ta khen sự sai lầm của chúng ta. Và nếu chúng ta không làm chủ được chính mình, thì sự khen đầy ác ý đó sẽ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Các vị thấy những người chết là khi thấy người ta khen mình vô tội giả. Cho nên người học tu phải rất là chánh niệm cái chỗ này. Người ta khen mình được cái gì? Và người ta chê mình mất cái gì? Mình phải có những sự sáng suốt. Còn bằng không là mình tự làm khổ mình và hại mình những cái không đáng. Giới trẻ hôm nay rất là nguy hiểm. Có những đứa nhỏ bị chê một cách vô tội giả đó, làm nhục chí nó, làm tổn thương nó, vì nó không đủ sức để mà nó đối diện trước những điều khen chê đầy ác ý của thiên hạ. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi nói từ rất lâu. Khi các vị có con, có cháu, những đứa thiên tài còn nhỏ, còn trẻ, đừng dựa vào truyền thông quá sớm, sẽ hại tài năng của nó. Bởi vì nó còn nhỏ, nó không đủ sức, nó chỉ lệ thuộc vào sự khen chê. Đôi khi cái khen của nó thì có thể được, nhưng mà câu chê là nó tủi nhục và nó tiêu cực và nó lạc lối, rất là nguy hiểm. Cho nên là các vị tôi thấy hay giới thiệu những đứa con mà có tài năng trên các trang mạng từ rất sớm, đây là hại các cháu. Tôi nói cái bài giảng này nhiều năm về trước rồi, về những đứa nhỏ mà chúng ta bị lợi dụng nó đó.
những người lớn già đầu như chúng ta, những sự tác động bởi lời nói của thiên hạ còn xiển nhiễn này nè, thì đừng nói là đưa mấy đứa trẻ. Cho nên người khôn ngoan biết con mình, cháu mình nó có cái thiên hướng tài năng gì đó, phải gắng bảo vệ nó, đừng cho truyền thông soi mói tới, và đặc biệt nhất đừng giới thiệu trên truyền thông, để bảo vệ thiên tài, cho cháu ăn học, cho con ăn học, hạn chế tối đa các nối kết truyền thông, để nó lớn lên một cách trọn vẹn và trưởng thành. Khi nó đủ sức trưởng thành rồi thì hãy cho nó đối diện với những điều như vậy. Không khéo chỉ những cái tiếng khen ảo, một vài thứ lặt vặt ở trên không gian mạng, thì mình hại những cái đứa con đáng thương, hay là những đứa cháu tuyệt vời của mình. Đây là điều các vị nên để ý. Cho nên tôi nhớ đó, người xưa có nói một câu á, câu khen quá đáng của người bạn còn đáng sợ hơn câu chê quá đáng của kẻ thù. Cho nên người ta sử dụng cái khen mà không đúng chỗ á, là hại người rất là nguy hiểm. Đây là một câu chuyện, nếu tôi nhớ không lầm, nó nằm trong Cổ Học Tinh Hoa hay gì đó. Ông vua này, ông có nhiều cái người thiếp, nhưng đặc biệt nhất là ông sủng ái một người thiếp rất là đẹp. Thì những người thiếp còn lại khi không được sủng ái á, thì người ta sẽ sao? Sẽ ganh tị, và ganh tị người ta sẽ ác cảm, người ta ghét cái người đó đi. Nhưng bây giờ người đó đang được ông vua sủng ái, cho nên không biết làm sao. Thì ở trong đó có một đứa nó rất là thông minh. Nó thông minh, nó tạo cái sự làm quen với cái người mà đang được sủng ái đó. Nó thầm thì nó mới nói như thế này: em là người đẹp nhất, em được vua thương, sủng ái, tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng mà em nếu mà muốn trọn vẹn hơn nữa đó, thì em cần phải hiểu một điều. Tại vì tụi chị á, thông thường nghe vua đó rất sủng ái em, quý em, nhưng mà vua không hài lòng em một điều, đó là cái chiếc lỗ mũi của em. Nếu sau này em có tiếp cận với nhà vua, em hãy tìm cách che cái mũi lại, và em sẽ có những cái nói như thế nào để nhà vua đừng có soi cái mũi của em, thì nhà vua sẽ thương em tuyệt vời hơn, trọn vẹn hơn. Đó. Cho nên là cái người này nghe khen mình và nói những cái gợi ý như vậy. Thì có một lần đó, nhà vua đến với cái người mà sủng ái đó, thì thấy cái cô này sao mà lấy cái khăn che mũi hoài vậy. Thì nói là hôm nay tại sao làng như vậy. Đó. Thì nói hoài không nói. Nói là cái có chuyện này khó nói lắm. Thì cuối cùng nhà vua nói cứ nói đi, không sao đâu. Thì cái cô này mới nói một câu, đó là thật ra đó, thiếp sở dĩ che mũi là vì cái hơi của ngài nặng quá, cho nên là thiếp phải che mũi lại. Sự thật rằng các vị biết, các đấng quân vương mà, cái lòng tự tôn, tự trọng và tự ái, tự ngã vô cùng lớn, đó là sự tuyệt đối rồi. Cho nên là khi nghe vừa nói một câu như vậy, thì nhà vua tự ái nổi lên á, và ra lệnh là cắt mũi cô này. Thì cái người mà bày trò đó, cho ngự lâm quân canh sẵn bên ngoài, vì biết điều đó sẽ diễn ra. Cho nên là khi nghe vua nói rằng hãy mang con tiện tỳ này ra, cắt mũi nó cho ta, thì vừa nói ngự lâm quân xong vào liền, bởi vì chuẩn bị sẵn mà. Đem cô này ra xẻo mũi, và cuối cùng rồng không còn được sủng ái nữa. Đây là một cái câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa cho chúng ta một bài học, là người ta muốn giết mình, người ta sẽ khen mình. Nhớ nha, người ta muốn hại mình, người ta sẽ khen mình. Đây là những thủ đoạn rất là nguy hiểm, mà các vị cần phải có sự chánh niệm trong cái việc lắng nghe. Các vị nhớ rằng ai muốn có cái ý gì đó nó không thật với mình á, đầu tiên họ sẽ khen mình một cách vô tội vạ và dồn dập. Và như thế họ sẽ làm cho chúng ta mất tự chủ. Khi họ khen chúng ta đã rồi, họ đặt vấn đề, chúng ta rất khó từ chối. Đây là cái cách về con đường tâm lý đó mà. Còn hai nữa là họ muốn khen để cho chúng ta không thay đổi được những cái hành vi mà chưa thật tốt của mình, những gì còn bất hảo đó. Nhưng mà họ thấy được, họ khen để họ lắp lại cái đó, để chúng ta giữ mãi, hoặc chúng ta sẽ bị thất bại bởi cái thứ đó. Đây là một điều mà rất là nguy hiểm.
Cho nên người học tu của mình cần phải làm chủ trong cái việc nhận thức về khen chê, biết đánh giá các thứ hợp lý và biết tận dụng những cái lời khen, những lời chê đầy trí tuệ và thông minh để tìm cách chuyển hóa hay là thay đổi chính mình một cái cách hợp tình hợp lý. Đó là tùy cái khả năng học tu vững chãi của chúng ta. Để ứng dụng được điều này, tôi xin chia sẻ với các vị một bài giảng hơi khó thực tập, nhưng mà nó là một trong những bài học rất thiết thực đối với tất cả các vị trong thời hiện đại cũng như cái việc chuyển hóa tu hành của mình. Tôi xin chia sẻ cái đề tài là người chê ta đúng chính là thầy. Lạ không? Thật ra đó, về mặt vai trò và mọi thứ của người thầy là gì? Thầy là người dạy dỗ mình, đúng không? Dạy dỗ mình cái chưa có thành có, cái chưa tốt thành tốt, cái chưa giỏi thành, cái dở thành hay. Như vậy thì người thầy là người phải chỉ ra những khuyết điểm, những giới hạn, những hạn chế, những cái còn dở, xấu, tệ, khuyết điểm và lỗi lầm của chúng ta, đúng không? Như vậy thì một người thầy không nhận ra được những mặt giới hạn, những khuyết điểm, những lỗi lầm, những sự hạn chế của chúng ta để giúp chúng ta nâng tầm, để phát huy tốt thì làm sao gọi là thầy, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta tận dụng cái nghĩa khen chê để giúp mình chuyển hóa, thay đổi bằng cách là hãy nhìn những lời chê đúng của một người như là lời dạy của người thầy giúp chúng ta chuyển hóa, thay đổi. Chúng ta không phản ứng bằng một thái độ tiêu cực, thù hằn. Đôi khi chúng ta vì tự ái, chúng ta thù hằn, chúng ta tiêu cực, chúng ta sẽ phản ứng lại một cách thái quá thì rất khó để thay đổi mình. Có những khi mình xấu, dở, tệ hay là còn khiếm khuyết, nhưng mà mình không muốn người khác nói tới, mình không muốn người khác phê bình. Đồng nghĩa với cái gì? Mình xấu, dở, tệ và tiêu cực mãi. Các vị suy gẫm ngay điều này. Nhất là những người tự ái, không thay đổi được cuộc đời của mình. Xin thưa các vị, tôi trong cuộc đời xuất thân từ một thân phận không có gì là cao quý. Và bản thân cũng trải qua rất nhiều những thử thách gian nan, nhiều điều khiếm khuyết, dở tệ. Và tôi cũng từng nói với các vị trong một cái bài giảng dường như là hóa giải mặc cảm. Đây là một bài giảng tôi giảng lâu lắm rồi. Có người nói thầy giảng bài hóa giải mặc cảm sao trúng dữ vậy. Tôi mới nói tôi vậy mà không trúng sao được. Tôi nói thật với các vị như vậy là vì sao? Tôi có một điều, tôi cũng đối diện với những điều sỉ nhục, chà đạp hay là xúc phạm một cách vô tình, cố ý. Nhưng mà tôi có một cái điều như vậy, mình vẫn có những lúc mà tủi hơn nhục quá mình cũng khóc. Có những lúc mình cũng nó bị mặc cảm và nó tổn thương. Nhưng mà ngược lại, trong những thời điểm đó, con người tôi nó lại trồi lên một ý niệm là tôi càng bị xúc phạm, càng bị chê, càng bị tổn thương thì tôi lại càng muốn phấn đấu để vươn lên. Tôi ngày xưa là những cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà tôi không đối diện trực tiếp với những người đã xúc phạm mình, mà tôi nuôi chí thầm lặng ở trong lòng để tôi gắng vươn lên, vượt khỏi những điều mà người ta từng chê, từng xúc phạm, từng chà đạp. Thật ra trên cuộc đời không ai là thánh. Dù là nhà tu cũng phải là thánh. Chúng ta ở một tập thể cũng có người tánh này tánh khác, dù là tập thể nhà tu cũng vẫn có những người họ có những lời không được thân thiện, không được tốt. Có những người cũng không thích nhau, họ dùng những lời ác ý để họ nhục mạ, chà đạp, để họ đã cái mà họ không thích về mình nữa mà. Đây là những điều như vậy. Cho nên tôi rút kinh nghiệm từ cái bản thân mình, không gục ngã trước những sự nhục mạ và xúc phạm của người khác. Đôi khi có những lúc cái đó nó cho chúng ta những bài học rất hay.
nhờ họ nhục mạ mình mà mình không chủ quan, nhờ họ xúc phạm đến mình mà mình biết nhìn lại chính mình. Coi điều đó có không? Và nếu thật sự điều đó có, mình chuyển hóa, mình thay đổi thế nào để sau này không trở thành cái đối tượng mà họ chỉ trích như vậy nữa. Thì ở đây là một trong những điều tôi học được từ Phật Pháp. Tiếp thu những lời dạy của Đức Phật để tự chuyển hóa lấy chính mình. Cho nên tôi nhớ một cái câu nói của Tuân Tử rất là hay. Cái người khen ta khen đúng là gì? Là bạn ta. Người chê ta chê đúng là thầy ta. Người nịnh ta là kẻ thù của ta. Các vị đấy, đây là một câu làm bài học. Trên cuộc đời phải nói rằng các bậc tiền bối, những bậc thánh ngày xưa để lại những câu bất di bất dịch như vậy. Cho dù một thế kỷ hiện đại của chúng ta, câu đó không hề trở thành là thuộc về dạng là lỗi thời. Những câu này không hề lỗi thời. Càng đi vào xã hội hiện đại, người ta có quá nhiều cơ hội để người ta xúc phạm, chỉ trích, nhục mạ nhau và người ta chê bai nhau mọi thứ. Nó quá dễ mà. Và nó là nơi mà để tạo điều kiện cho người ta ném đá giấu tay một cách rất là dễ dàng. Thì những cái câu này nó lại giúp cho chúng ta hiểu được một điều để tự chuyển hóa, để tự nhắc nhở mình và để tự tận dụng những lời khen chê một cách hợp tình hợp lý để phát huy về đời sống đạo đức, tâm linh và phẩm hạnh của mình. Và đặc biệt nhất là về mặt chuyên môn, tài năng nữa. Khi chúng ta được khen quá nhiều, chúng ta sẽ không tiến bộ. Đây là cái mà tôi nói thật lòng với các vị nha. Khi các vị bước ra một nơi mà các vị chỉ đầy lời khen, các vị không phát triển được. Nhưng mà nếu một con người biết tận dụng chính mình, bất động và hạn chế cái việc tác động bởi lời khen chê, thì người đó mới có thể tiến bộ được. Thật ra mà nói, cái câu nói của Tuân Tử cho chúng ta hiểu gì? Người khen ta mà khen đúng là bạn mình. Cái người khen đúng mới chỉ là bạn thôi. Thật ra người bạn thương mình, người bạn hiểu mình, và người bạn là người nói chung là không có ác ý với mình, thì thật ra mà nói họ sẽ khen một cách hợp lý. Những cái câu khen hợp lý của họ, người ta gọi là khen đúng, thì họ mới chừng ấy thôi. Bởi vì câu khen không làm cho chúng ta tiến bộ được. Cho nên tương tự mới nói cái câu thứ hai là: người chê ta mà chê đúng là thầy ta. Ai đây làm được chuyện đó? Ai từ xưa giờ đã từng làm được chuyện đó? Nhưng mà câu này đúng không? Câu này hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Bởi vì như tôi nói với các vị, cái người thầy hồi nãy, người thầy là làm gì? Người thầy là dạy dỗ cho chúng ta từ dở trở nên giỏi, từ lỗi lầm trở nên đúng, từ sai trở nên đúng, từ những cái xấu trở nên tốt. Vậy thì phải thấy được cái xấu, cái dở, cái tệ nơi người học trò của mình, họ mới là thầy chứ. Vậy thì một ai đó nếu chỉ lỗi ta đúng, có phải là họ đang thấy cái lỗi, cái dở, cái xấu, cái tệ của tao? Và như vậy họ có phản ánh cái nghĩa là thầy tao không? Nhưng mà có ai chấp nhận người đó là thầy không? Mày dám nói tao vậy hoài? Có phải không? Dù là chúng ta rõ ràng là như vậy đó, thật nghĩa là chúng ta nó không được tốt, không được giỏi, không được vậy đó. Nhưng mà ai chê mình dở là sao? Cậy tao à, tao dở đụng chạm tới ông cha mày à. À, phải không? Đó. Đâu có chịu người ta góp ý cái dở là này cái đó. Có phải không? Bao che cả cái dở, cái xấu. Có nghĩa là tôi nói cái đó là khiêm tốn đó. Còn nếu mà nói chung là phản ứng với cái chê mà cái chỉ cái này cái kia đó còn ghê gớm hơn gấp 100 lần, mà không lẽ tôi diễn tả đó. Tôi không diễn tả được, nhưng mà các vị tự hiểu rồi, đúng không? Không ai có thể tiếp nhận được lời chê của một cái người khác mà cho là thầy. Nhưng mà người nếu nhận ra được điều đó
họ là người có trí tuệ và người cầu tiến và người có bản lĩnh. Người không có bản lĩnh không đủ sức để nghe lời phê phán của người khác trong trầm tĩnh. Người không có bản lĩnh là sẽ phản ứng một cái cách thái quá với những gì mà người ta nói về mình. Cho nên có những lúc người ta biết mình xấu, mình dở, mình tệ đó, nhưng mà ta không nói, để cho mình tệ luôn, đúng không? Bởi vì nói ra nó sẽ phản ảnh, nó nói khó nghe. Hoặc có những người nói vậy đó chứ nó tự ái lắm. Còn có những người tự tuyên bố nữa chứ, tôi rất là tự ái đó. Tự ái mà giỏi lắm sao tuyên bố. Tức là cái ý là gì? Tuyên bố để người khác đừng xúc phạm, đừng chỉ trích mình. Tức là tự rào mình như vậy á, là sao? Yếu đuối. Về mặt tâm lý học là người yếu đuối luôn luôn lúc nào cũng sợ người ta chỉ trích và nói xấu mình. Sự thật rằng trong cuộc đời có xấu người ta nói xấu có gì đâu sai, có dở người ta nói dở cũng đâu có gì đâu. Bây giờ mình xấu người ta nói mình đẹp, đẹp hơn không? Hả? Bây giờ tôi gặp thị nở, tôi nói trời ơi đẹp quá, cô đẹp quá, thị nở đẹp hơn không? Có thể thành hoa hậu không? Nhưng mà sao, tại sao thích? Hả? Nhưng mà tôi nói thiệt với các vị. Rồi bây giờ các vị rất là đẹp đó, nhưng mà người ác ý đó, người ta không có muốn cho chúng ta có hào quang trước mọi người, hoặc là mình đang được người khác là để ý, người ta bị tự ái, cho nên người ta tìm cách nói xấu. Người ta nói xấu mình có xấu hơn không? Ủa đã biết vậy tại sao bận lòng cái chuyện đó? Cho nên mình biết rất rõ người ta nói xấu mình không xấu hơn, người ta khen đẹp không đẹp hơn. Nhưng mà tôi thì thấy rằng nếu người ta nói mình xấu, mình sẽ có cơ hội đẹp hơn. Nếu người ta chê mình dở, mình sẽ có cơ hội giỏi hơn. Nên trầm tư suy nghĩ chỗ này. Tôi nói thật với các vị, cho nên cái lời chê, nếu mà một người chê ta đúng, nó chê không từ ác ý, thù ghét, hay là từ sự nhỏ mọn ganh tị, thì phải nói rằng nên lắng lòng mà nghe. Chúng ta phải xem đó như là một lời là thầy mình. Nếu chúng ta quán chiếu được như vậy, các vị là người đang có tâm tu, và cái lực tâm của các vị rất là mạnh, và cái tinh thần cầu tiến trong các vị rất là cao. Cho nên mai này các vị đừng quá quan trọng khi một ai đó khen chê mình. Nếu các vị học được những lời như Tương Tự nói, nếu cái lời khen mà đúng của bạn bè thì mình vui, mình cũng hạnh phúc đó như một người bạn của mình. Nhưng mà nếu một lời chê nó không xuất phát từ cái sự mà ganh ghét, đố kỵ, hay là ích kỷ hẹp hòi và chỉ trích nhỏ mọn, thì chúng ta phải thấy rằng đó là một lời mà nên cố lắng nghe. Bởi vì một người có trí mới nhìn ra được cái lỗi lầm của mình, các vị. Cho nên tôi nhớ lời của Hòa Thượng Huệ Đăng khi mà chia sẻ dạy dỗ học trò, thầy có nói một câu như thế này: chỉ có những bậc thầy có trí mới thấy được lỗi lầm của đệ tử và tìm cách chỉnh cái lỗi lầm đó cho đệ tử thì mới là những bậc thầy. Người thầy mà không phát hiện được những lỗi lầm của đệ tử thì đó là người thầy dung túng lỗi lầm như vậy, làm sao gọi là người thầy có trí và có tâm. Cho nên người thầy nói lỗi của đệ tử không xuất phát từ ác cảm nha. Bởi vì cái tình thương và trách nhiệm của người thầy dành cho đệ tử, cho nên để ý những cái khuyết điểm của đệ tử là vì muốn đệ tử mình sao? Tốt hơn và giỏi hơn. Cho nên đệ tử tôi nó ít dám gần tôi là chỗ đó, bởi vì gần lúc nào cũng nghe tôi chê đó. Tôi nói thật, tôi chê không hề tổn thương đó. Tôi chê không phải như một người bạn mà nhục mạ để làm cái gì đó đau khổ nó. Chỉnh đốn nhận ra những cái khuyết điểm của học trò là muốn học trò giỏi hơn, phát triển hơn, tốt hơn. Nhưng mà những người học trò mà hiểu ý đó thì học trò sẽ tiếp cận với những cái điều mà hay nghe phê phán và chê từ người thầy của mình để hoàn thiện mình tốt hơn. Nhưng mà người học trò kém á, thì lại thích lân la những người khen mình nhiều hơn. Và vô tình đó là sự bao bọc dở tệ của mình không tiến bộ.
Tôi may mắn, mặc dù tôi đồng học với một số những huynh đệ cùng thời và tôi có thể xem mình là tuổi nhỏ nhất trong các huynh đệ đồng học của một thời ngày xưa đó, tôi thường khi được giao làm thị giả cho quý hòa thượng, quý thầy giáo thọ, mười mấy, 20 tuổi, nhưng mà làm thị giả cho các cụ 70, 80. Đa phần những huynh trưởng lớn hơn là không muốn làm việc này. Vì sao biết không? Hả? Sợ, đúng không? Không cảm thấy thoải mái, ở gần các cụ cũng thoải mái, ở xa các cụ thoải mái hơn. Muốn chơi gì chơi, muốn nói gì nói, thậm chí hút thuốc cũng dễ dàng. Tức là gần các cụ dường như các huynh mình không có thoải mái, cho nên thấy mình nhỏ đẩy vô. Nhưng mà tôi lại cái duyên may, tôi thấy đó là cơ hội may mắn của mình. Mình gần các cụ thiệt, gần ghét nó thành cụ non nào cũng hay. Tôi nói thiệt với các vị á, tôi thành cụ non nào mình không biết luôn á. Tại vì mình gần các cụ, mình sống cái phong cách nghiêm túc. Chính vì chỗ đó, 25 tuổi tôi đã làm trụ trì được. Tôi quy y, tôi giảng pháp, dạy đồ chúng được. Từ năm 25 tuổi, có nghĩa là bây giờ nhìn lại mình biết rằng mình già trước tuổi. Hãy nói là như vậy, già dặn. Bởi vì trong suốt một quá trình tuổi trước đó, toàn là gần với các bậc lão thành không. Nhưng mà nhờ gần các bậc lão thành, cho nên các cụ là những người có trí tuệ, những người có đạo đức, những người có tình thương, cho nên đa phần các cụ mới dạy mình, mới chỉnh đốn mình. Dạy cái này nè, cái A, B, C này nè, rồi mình ngồi hầu các cụ, mình mới được nghe những thâm cung bí sử, những điều kinh nghiệm tu hành của các cụ khi các ngài nói chuyện với nhau. Những điều này học được không có trong sách vở. Không thể lên lớp mà học được những cái này. Không thể lật quyển kinh có những cái này. Cho nên tôi xem đó là điều may mắn. Được sự dạy dỗ của các cụ xem là may mắn. Có thể mình không thoải mái cho cái việc như còn trẻ thơ, nhưng ngược lại mình tiếp thu được quá nhiều bài học quý báu trong cuộc đời. Còn những người cứ sợ gặp những điều đó, tại sợ gặp là để phê bình cái này, dạy dỗ cái kia, ra cái nọ. Có những người không thích người thầy mình dạy nữa, dạy ghét, nghe chán, giáo điều, thế, không tiến bộ. Vậy thì cái người Phật tử chúng ta học được gì trong cái này? Phải nhận ra cái câu lật, cái lời chê ta mà chê đúng là gì? Thầy ta phải nhớ này dặn lòng, mai này không nhục chí và để tổn thương trong những trường hợp này. Cứ tiếp thu. Còn cái chê ta mà chê không đúng thì sao? Thì sao? Xem như là lợi thị phi, đúng không? Chê ta không đúng thì xem như lợi thị phi. Người chê ta không đúng là không có trí tuệ. Nhớ nha. Cái người đã chê từ cái gì? Thành kiến, ác ý, nhỏ mọn, ganh tị, bỏ qua tay đi. Nếu chê ta không đúng là nó xuất phát từ cái đó đó. Một là kém cỏi quá, không nhìn nhận ra cái đúng cái sai nơi một người khác. Là họ chê ta, họ đã vốn kém rồi vì họ chê không đúng. Đúng không? Người chê không đúng là thứ nhất là người kém cỏi. Kém cỏi cho nên không phát hiện ra được những cái dở xấu, tệ nơi người khác một cách đúng đắn. Hai là gì? Do lòng ganh tị, do đố kỵ, do hẹp hòi, do nhỏ mọn, do ác ý mà chê ta không đúng. Vì vậy những cái này thuộc về thị phi, người tu hành bỏ ngoài tai và xem thường, không đáng để bận tâm. Đây là những bài học vô cùng sâu sắc, mà nhất là trong xã hội chúng ta hiện nay. Đây là những bài học mà quý báu trong cuộc đời. Khi các vị tiếp thu được những lời phê phán, chê của người khác mà đúng á, phải nói là người đó là thiện tri thức của ta. Hãy xem họ là thiện tri thức thì mình mới công nhận họ như những người thầy. Và những lời đó mới giúp cho mình nên người. Nhìn lại cái thái độ ứng xử giữa Lưu Bình và Dương Lễ sẽ cho các vị một bài học. Sự sỉ nhục, sự chê bai mà đúng thời phải cách làm cho một con người từ tầm thường thấp kém như Lưu Bình
Những kẻ nát rượu như vậy cuối cùng trở thành một một trạng nguyên hay là bản nhãn gì đó. Vậy thì dù sao đi chăng nữa, một người như vậy cơ bản nhất ai nghĩ rằng có thể trở làm một quan trạng mai này, vậy mà cuối cùng cũng có thể là cái người mà bạn của mình như một người thầy, dù không bao giờ thể hiện là thầy. Rồi cuối cùng là gì? Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Và cái này từ trong quá khứ đến hôm nay, đa phần chúng ta chết vì kẻ nịnh chứ không bao giờ chết vì kẻ trung. Bởi vì người xưa có nói câu là trung ngôn thì nghịch nhĩ. Cái lời nói trung là lời khó nghe, còn cái lời nịnh là lời dễ nghe. Cho nên những người vong quốc, những người mất nước, những người tiêu tan sự nghiệp, những người phá cơ đồ sự nghiệp của mình đa phần là do nịnh thần, do những người nói dối, do những người khen ta không đúng. Cho nên kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Những người như vậy là hại mình. Cho nên phải biết được rằng là lời khen, lời chê phải đủ cái chánh niệm, giống như lời tôi nói ban đầu. Phải đủ cái chánh niệm để lắng nghe. Nếu khen đúng là bạn, chê đúng là thầy, và nịnh là bỏ qua. Còn chê sai cũng bỏ qua, thuộc về thị phi. Và cái điều này tôi nói như vậy, nó có nghịch với cái câu là trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Tổ Huệ Năng có nói một câu là nếu người thật chân tu, sao nữa? Giỏi, cho tràng pháo tay đi. Câu khen này mới là bạn thôi. Trong Pháp Đạo Đàn Kinh có một câu, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Vậy thì những người thầy mà nói học trò mình có phải là những người không chân tu và những người đã đang thấy lỗi thế gian không? Hả? Có sai không? Các vị phải để ý chỗ này. Đây là một câu vô cùng khó và rất là tinh ý mới có thể hiểu được câu này. Thật ra câu này các vị phải hiểu được rằng nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, và nếu chẳng thấy lỗi thế gian thì làm sao dạy thế gian? Cái câu này không hề có ý đó. Bởi vì sao vậy? Người thật chân tu là người phải thấy được lỗi mình. Khi thấy chính xác về lỗi mình thì mới thấy chính xác lỗi người. Để ý có đúng không? Và thấy lỗi mình và có cách để khắc phục được lỗi mình thì mới có cách dạy đệ tử học trò và dạy người khác chỉnh đốn cái lỗi của họ. Nên nhớ đây là một trong những ý vô cùng sâu sắc. Cho nên người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian có nghĩa là bước đầu người tu phải xoay lại chính mình, xoay lại ba nghiệp của mình: thân, khẩu, ý. Từ lời nói, hành vi và tư duy của mình đúng sai phải trái, và mình có giải pháp để mình tự điều phục cái sai quấy, cái bất hảo nơi chính con người của mình. Lúc đó mình mới có đủ kinh nghiệm để mình dạy các học trò. Và khi thấy lỗi mình rồi và khắc phục được lỗi rồi, biết hiểu điều đó, thì soi lại các học trò, những người đệ tử của mình hay là những người mà mình hữu duyên, thì lúc đó mình sẽ biết được rằng họ đúng sai phải trái chỗ nào, và mình đưa ra một giải pháp. Và đưa ra giải pháp lúc đó nó không xuất phát từ sự ganh tị, đố kỵ, ác ý gì cả, mà vì cái gì? Vì tình thương, vì muốn cho những người đó được gì? Tốt hơn, hoàn hảo hơn. Bởi vì tâm ý của người thầy nó không xuất phát từ sự ganh tị, đố kỵ hay là từ những sự nhỏ mọn hẹp hòi gì cả. Người thầy làm sao có tâm đó? Mà người có tâm đó làm sao làm thầy? Cho nên các vị phải phân trần được hai loại người thầy. Một người thầy là soi mói đệ tử mình theo dạng hẹp hòi là vì không có cái để dạy, cho nên tối ngày chỉ trích những thứ vớ vẩn.
đi chùa vậy hả, ăn mặc vậy hả, tụng kinh vậy hả, cắm nhang vậy hả, ngoài ra không biết dạy gì nữa. Thờ cúng vậy hả, xài vậy, tụng kinh vậy hả, kinh này tốt, kinh kia xấu, hướng vậy thế này, tối ngày đi bắt lỗi vặt vãnh, thì cái đó không phải là một người thầy có trí tuệ. Người đi bắt lỗi vớ vẩn để thể hiện là mình cũng biết chuyện. Nhớ nha, người thầy có trí tuệ không bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Bởi vì chuyện đó nó là chuyện rất vặt và rất cơ bản. Cần thiết thì nói một cách hợp lý, không cần thiết, chuyện đó nó cũng đáng gì đến vấn đề đạo đức tốt xấu. Nó là chuyện thông thường quá nói. Cho nên bắt lỗi những thứ vặt vãnh thì cái thuộc về là thấp kém. Và dường như không có chuyện gì để nói, cho nên kiếm chuyện để nói cho nó ra vẻ thôi. Nên nhớ vậy. Cho nên những người Phật tử gặp trường hợp này rất mệt mỏi, tiến bộ không được. Đi thì không nở mà ở thì đúng là vậy đó. Đi thì không nở, ở không đành. Nó ở nó bực bội những thứ vặt vãnh này, không tiến bộ được. Mà đi thì thấy ông cũng tội. Nhất tự vi sư, ván tự vi sư rồi mà. Thế. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, trong luật có cho phép nha. Nếu thầy mình bất minh thì được quyền cầu thầy khác làm thầy y chỉ. Đây là luật cho. Có nghĩa là người thầy không trí tuệ, không có sáng suốt, không có đủ đạo đức và cái trách nhiệm trong cái vấn đề dạy dỗ học trò, thì được quyền tìm người thầy khác mà gọi là thầy y chỉ. Nhưng trong luật có dặn thêm một câu, nhưng vẫn không quên đạo lý đối với thầy cũ của mình. Đây là điều tôi lặp lại hoàn toàn những lời trong luật. Vậy thì ở đây đạo Phật không bắt buộc với chúng ta tin ngu, hay là cột trói mình với những điều mà vô lý. Cho nên người học Phật cần phải hiểu cái gì là dạy đúng đắn, cái gì là dạy không đúng đắn. Có những người Phật tử đem đến những cái chuyện mà kể cho tôi nghe, những câu chuyện về người hướng dẫn cho họ, tôi thấy có những cái vặt vãnh quá và làm khổ họ quá. Nhất là họ đi chùa họ phải trốn đó, làm thầy mà đi nói xấu những thầy khác rồi đó, để cho đệ tử mình đừng đi tới đó hoặc đừng gặp ông đó gì đó. Thì mấy cái này các vị cẩn thận. Người học tu muốn một người thầy có trí không như vậy. Một người thầy có trí nếu thấy rằng đệ tử mình tiến bộ hơn thì phải nghĩ cách dạy, hướng dẫn cho đệ tử mình. Là nếu mình không còn sức để dạy thì cho đệ tử mình tiến bộ với một vị thầy khác. Tâm đức của một vị thầy phải như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, cái câu mà nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nó không mang cái nghĩa là người thầy không dạy dỗ đệ tử mình, bởi vì dạy dỗ xem như là thấy lỗi của họ rồi là sai, không đúng. Mà người thầy phải tự thấy lỗi mình trước và tu tập chuyển hóa trước, rồi sau đó mới lấy kinh nghiệm đó mới dạy dỗ học trò. Cho nên có một vị trụ trì, khi ai nói cái lỗi của vị đó thì cái vị thiền sư này dùng một từ là trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Tức là ai nói cũng không phản ứng lại đó. Ai nói lỗi phải trái của một cái vị đó thì vị này chắp tay cúi đầu, trụ trì nhiều việc lão tăng tội lỗi. Tức là do tôi trụ trì nhiều việc quá đi cho nên tôi sơ suất. Lão tăng này là người già rồi cho nên còn những cái luộm thuộm nó chưa trọn vẹn. Đây là cái cách mà, cái cách của những người biết tu tập nhìn lại chính mình. Tức là những điều người ta nói thì phải biết lắng nghe. Và lắng nghe cái gì hợp tình hợp lý thì tự chuyển hóa. Không hợp tình hợp lý xem như lời thị phi. Tôi luyện cho mình để vững chãi trong cuộc đời. Cho nên mai này các vị khi nghe ai nói những cái điều không hay về mình thì đừng có vội phản ứng một cái cách tiêu cực. Mà người có tu là cần phải biết rằng nếu lời đó nói đúng là một thiện tri thức,
Chúng ta phải chấp nhận những sự thật như vậy, chúng ta mới tiến bộ. Trên con đường tâm linh là một điều nghịch lý đối với xã hội thông thường. Giống như bài giảng vừa rồi tôi nói với các vị đó. Bài giảng vừa rồi là bài giảng gì? Đúng vậy, bài giải quan nghiệp bằng cách nào? Xưa nay chúng ta hay đặt vấn đề giải quan nghiệp. Nhưng mà chúng ta có giải đâu. Bởi vì đâu ai làm được những điều khó làm đâu mà giải. Cũng giống như thiền sư mà nói rằng một người hay đổ quan cho mình, một người mà đáng ghét như vậy mà bắt mình phải tha thứ bao dung đó. Rồi sau khi tha thứ bao dung là phải thương yêu đó. Rồi cuối cùng mà thương yêu được rồi phải là gì? Phải xem người đó như người ân. Dễ không? Vô cùng khó. Cho nên chỉ làm như vậy quan nghiệp mới giải được chứ. Còn với chúng ta 1+1=2, sòng phẳng nhau, lấy gì giải? Giải bằng cách nào? Cho nên xưa nay chúng ta nói muốn giải quan mà chúng ta có cách để giải đâu. Bởi vì chúng ta đâu có chấp nhận được những điều mà gọi là bào mòn nghiệp chướng đâu mà giải quan. Bộ bào mòn nghiệp chướng cái tự nhiên nó bào sao? Tự nhiên nói tôi muốn hết nghiệp với người đó là hết sao? Phải nhẫn nhục, phải tha thứ, phải bao dung, phải nhịn nhường, phải chịu đựng thì nghiệp đó mới giải được. Còn ở đời ai làm được chuyện đó? Sòng phẳng với nhau, phải không phải thôi với mày à. Thì chịu khổ suốt đời đi con. Có phải vậy không? Chỉ có những cái bậc có trí mới chỉ chúng ta những cái cách nó nghịch lý như vậy. Mà nghịch lý mới giải quyết dòng đời. Tiểu đường mà chưa ăn chè hoài sao hết. Có phải vậy không? Tiểu đường là phải uống thuốc đắng. Có phải không? Các vị cứ so sánh đi, tiểu đường mà ăn chè hoài có hết không? Đó, ngọt ngào mà, ngon mà, chè Thái rồi đó. Nhóng vô đi con. Đã tiểu đường thì phải uống đắng, ăn đắng, sử dụng đắng để hóa giải cái đường. Cho nên á, những người bị tiểu đường á, ăn nha đam á. Nha đam là một trong những cái góp phần hỗ trợ giảm lượng đường trong cơ thể. Ngoài những cái tác dụng khác, nó còn cái tác dụng để mà gọi là nó cân bằng một phần nào đó về lượng đường trong chúng ta. Bởi vì sao vậy? Nha đam đắng. Cái chất của nha đam nó có cái cách điều tiết một phần nào đó lượng đường xấu trong cơ thể chúng ta. Ngoài cái mà người ta nói nha đam đẹp da, đẹp tóc gì đó, nó còn cái tác dụng đó nữa. Cho nên tôi nói với các vị á, trở lại vấn đề. Tôi cho đó là một thí dụ. Còn cơ bản nhất, nghiệp các vị muốn giải mà các vị muốn được sự ngọt ngào và như ý, ngàn đời các vị không giải được. Mà đa phần chúng ta đều muốn ngọt ngào hay là muốn đắng. Đây là thói quen của phàm phu. Cho nên những ai mà cần hóa giải những cái nghiệp chướng đó, nên nghe lại bài giảng là giải nghiệp bằng cách nào. Nếu dễ á, thì không ai gặp quan kiên hết trơn á các vị. Những ai mà quan trái không muốn vứt đi, đau thương không muốn bỏ đi. Nhưng mà nói muốn bỏ là nó bỏ sao? Cho nên tôi thí dụ cho các vị bài giảng vừa rồi á, quan trái đau thương như một ghẻ trên thân. Có phải không? Vứt nó đi đâu? Hả? Nó là ghẻ, dễ chịu hay khó chịu? Nhưng mà thử cào nó đi. Hả? Nó khó chịu quá, cào vứt ra, móc ra. Hả? Tôi cho các vị những thí dụ là chân lý chứ không bao giờ là mơ hồ. Một ghẻ hành mình đau nhức khó chịu nhưng mà phải sao? Phải chăm sóc, phải nhẹ nhàng, thậm chí thương nó nữa. Có phải không? Bảo vệ nó đừng cho ai đụng nữa, có phải không? Vậy nó mới sao? Mau lành chứ. Còn ghét nó, đối kháng nó, cào nó hoài đi. Rồi sao? Chết gì nữa luôn á. Chắc vì nhớ nha. Thì những quan trái của chúng ta nó gắn bó với chúng ta như một ghẻ trên thân như vậy đó. Mà phải thương nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó, đừng có giận ghét nó, thì nó mới mau lành và nó mới không hoành hành chúng ta.
Cũng vậy, những người đem đau khổ quan trái mà bằng sự tu tập quan sát được rất rõ đây là nghiệp chướng trần lao của chúng ta, thì phải mở cõi lòng đón nhận họ. Càng đón nhận tốt chừng nào thì cái căng thẳng quan trái và quan khiên đó càng giảm thiểu nhiều chừng đấy. Về thử ứng dụng xem có giống như tôi nói không. Hãy đem tình thương đến với họ. Nó là con mình, là vợ mình, là chồng mình, là bạn mình, là một gì đó. Phải có quan nghiệp nó mới hành hạ mình được. Không có quan trái nó không hành mình đâu. Ai hành được chúng ta là người đó có quan nghiệp. Và người tu phải giải quyết quan nghiệp bằng cách này. Vậy thì trở lại vấn đề việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Những lời khó nghe, những lời gì đó từ những người thầy của mình trong cái việc dạy dỗ chúng ta là phải nói xuất phát từ những người có trí tuệ, những người có tu tập. Và như vậy chúng ta mới tiến sâu trên con đường của tâm linh được. Chúng ta muốn tất cả mọi thứ hài lòng như mình mong đợi thì tâm linh chúng ta không tiến được. Cho nên tôi nói tu tập là một con đường ngược dòng. Hàng chục năm về trước tôi có giảng một bài giáo pháp ngược dòng. Đi theo Phật Pháp là đi theo ngược dòng. Chỉ như vậy tâm linh mới phát triển được. Những người nào hài lòng với chính mình quá nhiều những thứ xung quanh thì tâm trí sẽ hạ thấp đó. Cho nên tôi từng nói các vị, cũng như tôi dạy đệ tử của chính mình, tại sao điều kiện xung quanh đối với tôi có thể các vị cho tôi một sự đầy đủ tốt nhất có thể, nhưng mà tại sao tôi không nhận những điều tốt nhất đó? Vì tôi nói với các đệ tử rằng khi mình quá đủ đầy điều kiện, đạo đức mình sẽ xuống thấp, tâm mình sẽ mất dần đi những cái đạo lực. Tại vì cái gì cũng hài lòng hết thì chúng ta không phát triển được tâm linh. Cho nên phải biết dừng lại và biết sống một cái cách tiết chế nơi bản thân mình thì mới phát triển tâm linh được. Còn cái gì cũng cho mình tới nóc, tới đỉnh, tới tất cả, cái đó chuyện của thế gian. Những người có mưu cầu vật chất trên cuộc đời không hề sai nếu họ xuất phát từ cái công sức của họ mà ra. Nhưng mà về đời sống tâm linh thì nói thẳng ra, nếu chúng ta quá đủ đầy, tâm linh phát triển không được. Đó là tôi nói thật. Cho nên tại sao những người tu ăn chay nằm đất thiệt sự thật rằng cái đó là tự nguyện chứ cơ bản của không ai bắt. Mình thách thức với những điều như vậy để nâng cao cái giá trị về đời sống tâm hồn của chúng ta. Cho nên những người tu là những người phải có cái điểm dừng hợp lý. Dù thời đại nó phát triển điều kiện cho phép thì dĩ nhiên cũng không ai bắt mình ăn mặc rách rưới. Nhưng mà cái gì nó cũng phải hợp tình hợp lý, vừa phải là đủ rồi. Để như vậy chúng ta nuôi được tâm, và chúng ta biết dừng hợp lý, chúng ta mới nuôi dưỡng cái đức trong lòng mình. Đây là cái điều mà gọi là người tu tập nên để ý. Cho nên khi mà tu tập phải biết rất rõ là những lời khen tiếng chê như thế nào để cho nó hợp tình hợp lý, để giữ cái lòng của chúng ta được tĩnh lặng an lành. Đôi khi mình chấp nhận được những lời khen chê thì đạo lực mình tăng lên, mình đâu có biết. Sự thật rằng đạo lực tăng lên phải có những cái thử. Cho nên những lời ác ý, những lời gì người khác cũng là một thước đo cho đạo lực của chúng ta. Các vị nhớ chứng đạo ca có câu mà Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói đó: bất nhân sang bán khởi quán thân hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Nếu không có ai chửi mắng ta, nhục mạ và xúc phạm ta thì lấy gì đo được cái sức nhẫn nhục của chính mình? Các vị hiểu ý đó không? Tức là nếu không ai chửi bới tất cả mọi thứ đó. Cho nên tôi nói làm trụ trì dễ bị cái này, làm trụ trì dễ bị bản ngã che đậy. Ai cũng phục tùng theo mình, ai cũng nghe mình, ai cũng bái lại mình mọi thứ, thì bản ngã của mình nó không bị tổn thương. Cho nên là mình đâu có biết rằng là bản ngã mình lớn hay nhỏ, đạo lực mình cao hay thấp. Chính vì vậy đó mà Ngài Vĩnh Gia mới nói như vậy: bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Nếu có người mắng chửi mình thì mình không biết được sức nhẫn nhục của mình lớn hay nhỏ tới đâu đâu. Cho nên người tu cần phải quán chiếu lại tất cả những điều này.
Mỗi một buổi thực hành tại tu viện chúng ta, thiền chánh niệm là để cho các vị đủ cái sự sáng suốt và bình tĩnh trong mọi cái tình huống của cuộc đời, mọi lời khen kê hay mọi áp lực của cuộc sống. Phải có sự tu tập chúng ta mới có thể đứng vững được trong cái xã hội lộn xộn này. Mình phải có một sự sàng lọc nhất định. Rồi, khi chúng ta nghe những cái lời mà vu vơ, không hợp lý, chúng ta xem đã, thị phi. Góp ý không đúng chỗ thì thị phi. Góp ý đúng chỗ là thiện tri thức, là thầy. Khen đúng là gì? Là bạn. Khen sai là gì? Nịnh. Là nguy hiểm vô cùng, là điều đó phải biết dừng. Thấy không? Cho nên những người tu lắng nghe các lời dạy của những vị tổ của mình là những con người đã trải nghiệm quá nhiều trên con đường chánh pháp, thì sẽ cho mình những bài học rất thiết thực. Tôi nhớ 4 câu của Ngài Trần Nhân Tông đã từng dạy: thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hụ xuân tàn. Có nghĩa được dịch ra là: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại hóa bên thềm. Như vậy đây là một bài, một bài kệ rất là hữu ích cho chúng ta. Hãy xem những lời thị phi như là những tiếng rụng hay là lá rụng của mùa thu rớt xuống đất. Lòng băng với bão đêm là như là bão không thấm tháp gì vậy, băng hết á, băng giá rồi. Nhưng mà những người tu băng giá được mức độ như vậy là tuyệt vời. Ta chưa đủ sức để băng giá như vậy thì chúng ta ở chỗ là gì? Biết chánh niệm lắng nghe. Và đừng có ác cảm với tất cả những lời dèm pha hơn thua được mất, và nhất là những người góp ý của thiên hạ. Nếu dù họ có ác ý mà họ chỉ lỗi chúng ta đúng, thì ác ý đó là cái tâm nghiệp của họ, ý nghiệp của họ. Nhưng mà cái nhận về cái lời đó để chỉnh đốn mình, mình xem họ là thiện tri thức của ta, là việc của ta. Cho nên đôi khi chúng ta, khi mà chúng ta thông thường chúng ta mới nhận được ra mình chúng ta nhờ cái gì. Các vị có khi nào ngắm gương hả? Ngắm gương để làm gì hả? Ngắm gương để soi mình chỗ nào tốt xấu, đẹp xấu, che tốt khoe gì đó ha. Gương để phản ảnh lại cái để chúng ta biết tốt xấu, để che để đậy. Vậy bước ra ngoài đường ai là gương của chúng ta hả? Tất cả những người xung quanh là gương của chúng ta, vì lúc đó chúng ta rời khỏi phòng đâu có gương đâu soi, đúng không? Họ là người gương soi chúng ta. Ví dụ bây giờ mình ăn cơm mình dính cái này, người khác họ ngại họ không nói, họ không nói thì để làm sao, dính hoài. Nhưng mà có những người tế như sao kiều kiều dính cơm nghe. Còn hoặc không ấy là tinh ý, mình thấy không ai cái mình gì nè, đúng không? Nhưng mà nếu mình ghét người ta như vậy hoặc mình tự ái với người ta như vậy thì sao? Thì cứ để cơm dính đi. Mà nhất là bây giờ nó quay phim đó, cho nó vô đi. Các bạn không? Khi bước ra bên ngoài, cái nhìn, cái thấy của thiên hạ là gương chúng ta. Ở trong nhà dùng gương để soi, ngồi thiền tỉnh trí, tâm làm gương để soi. Bước qua bên ngoài, mắt nhìn của thiên hạ làm gương để soi. Nhận được như vậy, chúng ta sẽ hoàn thiện cho mình từ lúc tu tập ở trong nhà cho đến bên ngoài. Một thời gian nhìn lại, chúng ta đã hoàn thiện lên cả một quá trình rất xa so với 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm trở về trước. Đây là những bài thực tập rất là quý báu và hữu ích cho những người Phật tử chúng ta trên lộ trình tu tập xoay lại mình và chuyển hóa. Chúc các vị thành công, tốt đẹp.
Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và buổi pháp thoại chiều hôm nay của Thủ Thọ Trụ Trì cũng đã khép lại trong ngày khóa tu tịnh lạc lần thứ 6 chiều hôm nay. Thay lời cho toàn thể quý hành giả, chúng con xin được thành kính niệm ơn Thầy. Và giờ phút này xin được kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể quý hành giả đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện Oh.